Đây là ngày 24/9 này, em chở hàng con máy 36 feet 24V nhé. Để cho anh khách ở Từ Sơn, Bắc Ninh này. Đấy. Hiện tại thì anh đang dùng con 24 feet của em. Đấy, 12V. Bây giờ anh thích loại khỏe hơn, đánh sâu rộng hơn. Đấy. Thì anh đặt con 36 feet 24V này. Đấy. Con này thì anh yêu cầu chuyên đánh vợt thôi. Đấy. Chuyên đánh vợt thì lại đơn giản thôi. Đấy. Vợt mát này. Volume tần số này. Volume băm này. Đây công tắc chuyển chế độ này, anh yêu cầu chuyên đánh vợt thì em để cho một chế độ đánh vợt cho anh nhá, hiệu quả nhất thì để cho anh thôi. Đấy. Đây có bóp này, có một tần số này. Đấy. Đây, em cấp nguồn này, test cho anh xem này. 24V đây nha anh em nhá. Đấy. Đây, đây là đồng hồ tần số đây, tần số của nó này. Bạn chu in là nhỏ này, bạn gật cho cái đồng hồ là tăng. Đấy. Thì đối với cái máy này thì anh em mình bật cả trắng nhá, tần số 100, con này thì 36 24V, chuyên đánh vợt thì tần số khoảng 100 đến 120 này cả trắng này. Đánh rô phi thì khoảng tầm 100 180 đến 200 quay đầu nhá. Đấy. Tùy theo từng máy anh em nhá, không phải máy nào chỉnh giống máy nào đâu. Tùy theo anh em yêu cầu đánh vợt thành cáp thì em căn cho nó chuẩn. Đấy. Em test cho các bác xem này. Đầu tiên là đây, đánh tần số nhỏ trước này. Cả trắng này. 120 rồi, các bác tăng thêm một chút được chả sao cả, tùy theo các bác đánh nhé, cảm nhận các bác đánh con cá nên đẹp các bác để lại thôi. Em cho tải 3.000W nhé. Đấy, đây là chế độ cá trắng này, trắng hay băm cho các bác cho nhỏ nhất này, đến chút được, đấy, đấy chuyên cá trắng nhé. Máy rất êm các bác nhé, quạt gió đây, hai quạt gió nằm mát này. Đấy. Máy thì rất mát, rất êm, không nóng đâu. Đấy. Dây nguồn thì dây cầm 4 sợi này. Còn lên trên Rufi nhá thì các bác này, tần số các bác này là 108-109 này. Quay đầu, nói chung là tầm tới quay đầu các bác nhé, và cái nút bơm băm này các bác bạn nhanh này. Đấy. Đấy, băm nhanh đi. Băm nó khoảng 70-80%. Đây, còn đây là tần số này. Con này thì anh em đánh quá ok này. 12-24 này, anh em thích 12 này. Có máy 12 thích máy 24. Máy rất khỏe cho anh em luôn. Đấy. Các bác nhé, đấy. Đây là tổng quan nội thất của con máy này. Rất ok, đây biến áp to cho anh em nhé. Đây máy 24V, đây máy 12V thì biến áp thì E55, còn máy 24V thì em cho E65. Thì các có bình ấy, các bạn đánh 24V thì đóng biến áp to đánh như nó ok. Còn nếu một bình thì đóng biến áp vừa đấy các bác nhé, chứ không phải là đấy đâu, theo yêu cầu của các bác thôi. Ví dụ các bác có bình to thì em làm biến áp to cho, còn các bác bình nhỏ thì đánh biến áp vừa thì đánh nó êm hơn các bác nhé. Bấm nhanh nhất này, nhanh quá. Đấy, máy của bác thì em xong rồi nhá, thì máy của anh Trang Hạn Từ Sơn, Bắc Ninh. Đấy, bây giờ em gửi cho anh nhá, cái này thì em quên, em chưa ghi gì nữa. Tên này số điện thoại ký em ghi sổ nhá. Thường thường em ghi tên này, xong rồi ngày gửi nè, và cái địa chỉ của các bác ở đây. Nhưng mà em nắp hộp vào rồi, chưa kịp, tôi quên mất rồi. Thì em ghi sổ nha các bạn. Đấy. Bông này. Máy dân mát thì các bạn nhé, không nóng đâu. Đấy, tần số tăng giảm ngược nó to lắm. Phần như này thì phải qua nhậm đánh cá thì không thể nên được. Đấy, các bạn hợp lý đâu. Nó đẹp thế này. Cái này đôi khi thì anh em thì chạm là chết, chạm là chết. Đánh anh em đánh chuyên thì cá trắng anh em tần số giảm nhỏ cho em nhé, 120 hoặc lên 140 cũng được tùy anh em, và cái băm xung này anh em để chậm một chút thôi. Đó, băm này cái trắng cái băm chậm cho anh em nhé, nên con cá lên sẽ đẹp hơn. Tôi chào các bác, chào anh em nhé.